Thanh Tâm xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả và cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho kênh truyện và ủng hộ cho Thanh Tâm trong suốt thời gian qua. Ngay sau đây, xin được kính mời quý vị khán thính giả cùng tiếp tục lắng nghe những câu chuyện hay. Vào ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau, Lạc Trầm Anh cuối cùng cũng đồng ý đi Tam Á cùng tôi để ngắm biển. Nhưng cho đến 10 phút trước, khi lên máy bay, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu. Gửi tin nhắn mới phát hiện ra anh ấy lại chặn tôi rồi. Khi tôi một mình đứng bên bờ biển đón gió, bỗng nhiên thấy dòng trạng thái mới nhất ở trên phòng bạn bè của thư ký của anh ấy. Không chỉ gặp nhau khi làm việc mà ngay cả khi nghỉ phép cũng phải gặp nhau. Thường xuyên gặp gỡ và thường xuyên nhớ nhung. Anh ấy có thể nghỉ phép là nhờ tôi đã cố gắng hết sức giúp anh ta hoàn thành tất cả công việc. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ cùng tôi đi Tam Á trong kỳ nghỉ hè này. Chúng tôi sẽ có một ngày kỷ niệm lãng mạn, nhưng anh ta lại đi làm vui lòng người khác. Tôi cười lạnh và gõ, muốn gặp nhau thường xuyên, sao không ngủ chung một giường, hay là hai người dọn về sống chung luôn đi. Từ ngày chúng tôi bắt đầu ở bên nhau, Lạc Trầm An đã nói sẽ đưa tôi đi ngắm biển. Tôi đã tưởng tượng vô số lần, khung cảnh lãng mạn khi cùng anh ấy đi dạo ở trên bờ biển. Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh ấy luôn nói công việc quá bận rộn. Tôi không thể hiểu được chuyện công việc bận rộn, cũng không giận anh ấy. Thậm chí để giúp anh ấy có được kỳ nghỉ, tôi đã thức trắng đêm suốt một tuần để viết hợp đồng và lập kế hoạch cho anh ấy. Tôi cứ nghĩ kỳ hè này chắc chắn sẽ diễn ra trọn vẹn. Nhưng đến khi thấy dấu chấm than đỏ ở trong cửa sổ trò chuyện trước khi lên máy bay, tôi mới nhận ra anh sẽ không đến. Có lẽ lại là vì công việc nữa rồi. Tôi không đi tìm anh, một mình kéo vali lên máy bay, đến Tam Á và làm thủ tục nhận phòng khách sạn. Khi tôi đang đứng trước biển thả mình vào làn gió và cảm thán về cuộc sống, thì bất ngờ thấy bài đăng mới của Đường Tư Ngữ ở trên phòng bạn bè. Không chỉ gặp nhau khi làm việc, mà ngay cả khi nghỉ phép cũng phải gặp nhau. Thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên nhớ nhung. Hóa ra giữa chân anh không phải là công việc, mà là Đường Tư Ngữ. Tôi không kìm được cơn giận, để lại một bình luận mỉa mai với cô ta. Cô ấy không trả lời. Ngược lại, Lạc Trầm An lại dùng điện thoại của cô ấy để gọi cho tôi. Lập tức quay về xin lỗi Tư Ngữ. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là coi Tư Ngữ như em gái mà thôi. Đừng dùng ánh mắt bẩn thỉu của em mà đánh giá chúng tôi. Ở đầu dây bên kia có tiếng khóc thút thít của con gái vang lên. Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, thẳng tay cúp máy một cái. Tam Á, suốt một tuần tôi đã thử lặn, một mình ngắm bình minh, buổi tối đi dạo dưới làn gió biển, hoàn toàn gạt bỏ Lạc Trầm An và Đường Tư Ngữ ra khỏi tâm trí. Đêm trước khi trở về, tôi nằm ôm điện thoại xem phim. Đột nhiên Lạc Trầm An nhắn tin cho tôi. Anh ta đã bỏ chặn tôi rồi. Ngày mai em về lúc nào vậy? Anh sẽ đến đón. Đó là tín hiệu anh ta muốn làm lành. Trong mối quan hệ của chúng tôi, anh ấy là người nắm quyền, là người kiểm soát cảm xúc, có thể gây khó dễ cho tôi bất cứ lúc nào. Chỉ trích tôi, mà tôi thì không ngừng nhún nhường, cầu hòa, không một lời oán thán. Bởi vì tôi biết, than phiền chỉ khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. 4 năm bên nhau, anh ta không ngừng xé rách, còn tôi thì vá lại từng mảnh. Chúng tôi cũng coi như đã vượt qua được. Nhưng trong chuyến đi lần này, tôi chợt hiểu ra một số điều. Có lẽ, nếu không có anh ta, tôi sẽ hạnh phúc hơn. Rời xa anh ta, cuộc sống có thể sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng tôi không chút gợn sóng. Tính ra đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động xuống nước với tôi. Trước đây, tôi luôn là người chạy theo anh ta xin lỗi. Ngay cả khi anh ta chặn tôi sẽ dùng số mới hoặc mượn điện thoại người khác, cho đến khi anh ta chịu tha thứ cho tôi mới thôi. Lúc đó, tôi thường mơ mộng, hy vọng về một ngày nào đó anh ta sẽ chủ động. Nhưng đến khi ngày đó thực sự đến, cảm giác lại không như tôi tưởng. Như lúc này đây, tôi bình thản trả lời anh ấy 3 chữ. Không cần đâu. Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhìn thấy tin nhắn trả lời của anh ấy được gửi lúc 5 giờ. Anh nói đến thì nhất định sẽ đến. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, tôi nhìn thấy xe của Lạc Trầm An đậu ở bên ngoài sân bay. Tôi có chút ngạc nhiên, không ngờ anh ta thực sự đến. Anh giúp tôi đặt vali vào cốp sau xe và chủ động mở cửa ghế phụ cho tôi. Tôi do dự một chút rồi cười. Thôi, tôi ngồi ở phía sau. Sao lại không ngồi cạnh anh? Trước đây em không phải thích nhất vị trí này sao? Trước đây tôi đúng là thích, nhưng đó cũng là vị trí dành riêng cho Đường Tư Ngữ. Anh ấy và Đường Tư Ngữ lớn lên trong cùng một khu phố. Bố mẹ là đồng đội.
Đường Tư Ngữ từ nhỏ đã thích anh ấy, chỉ tiếc rằng tuổi tác là rào cản không thể vượt qua. Khi Đường Tư Ngữ tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, tôi đã trở thành bạn gái của Lạc Trầm An. Lúc đó, dựa vào thân phận này, tôi đã từng tranh giành với cô ấy, nhưng lại bị Lạc Trầm An mắng một trận. Tư Ngữ nhỏ hơn chúng ta 5 tuổi, em không thể nhường cô ấy một chút sao? Giờ đây tôi mệt mỏi rồi, không muốn tranh giành nữa. Lạc Trầm An nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Anh ấy định mở miệng nói điều gì đó, nhưng chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên dồn dập. Tôi liếc nhìn, đó là cuộc gọi của Đường Tư Ngữ. Anh Trầm An, tôi qua leo núi, đêm có lẽ em sẽ bị cảm lạnh. Giờ người em nóng quá. Cô ấy chưa kịp nói hết câu, Lạc Trầm An đã liên tục đáp. Được, được, với giọng điệu đầy lo lắng. Tôi bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra tối qua anh ấy đi leo núi, đêm cùng cô ta. Thảo nào anh ấy có thể nhắn tin, trả lời tôi vào lúc rạng sáng. Hóa ra hai người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, mà Đường Tư Ngữ cũng biết anh ấy sẽ đến đón tôi. Cô ấy gọi cuộc điện thoại này rõ ràng là có mục đích. Lạc Trường An tỏ ra khó xử nhíu mày. Tư Ngữ bị sốt, anh phải đưa cô ấy đi. Nếu là trước đây, tôi đã sớm làm ầm lên, chất vấn anh ta rốt cuộc, ai mới là người quan trọng hơn. Nhưng giờ đây, tôi thậm chí còn chẳng muốn nghe lời giải thích, cắt ngang lời của anh ta và chủ động xuống xe. Không sao, tôi có thể gọi xe về. Lạc Trầm An ngạc nhiên một lúc rồi cười khẩy. Hạ Duyệt, có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có làm mình nằm mẩy với anh. Anh ấy đóng sầm cửa xe thật mạnh, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi chở anh ấy đến đón. Ban đầu tôi không định chờ anh ta đâu, nhưng nghĩ lại, máy tính làm việc của tôi vẫn ở trên xe anh ấy, nên không còn cách nào khác ngoài ở lại. Thế là tôi đứng chờ ở cổng sân bay, đến tận tối muộn. Đêm đến trời đổ cơn mưa lớn, tôi lạnh đến run người và cầm cập. Lạc Trầm An không đến, gọi điện cũng không ai nghe máy, nhưng vòng bạn bè của Đường Tư Ngữ thì vẫn cập nhật như bình thường. Lần này cô ấy đăng một bức ảnh là một đôi tay đang cầm ly thuốc cảm. Dòng trạng thái đi kèm là sự quan tâm của anh ấy còn ấm áp và hiệu quả hơn cả thuốc cảm. Nhìn chiếc nhẫn đôi quen thuộc ở trong bức ảnh, tôi nhận ra đó chính là tay của Lạc Trầm An. Tôi không gọi điện nữa, cũng không bắt taxi đến nhà Đường Tư Ngữ để mắng chửi. Thay vào đó, tôi bình thản bắt xe về nhà. Trên đường về, tài xế hỏi tôi tại sao lại đứng một mình ở cổng sân bay suốt một buổi chiều như vậy? Có phải đang chờ bạn trai không? Tôi lắc đầu. Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi ạ. Về đến nhà sau khi rửa mặt xong, tôi mệt mỏi nằm ở trên giường mở điện thoại lên. Vừa đúng nửa đêm, Lạc Trầm An vẫn chưa nhắn tin cho tôi. Tôi cũng không nhắn lại hay gọi cho anh ta, mà mở tin nhắn của chị Chu vừa gửi. Tiểu Hạ, báo cáo của em viết đến đâu rồi? Ngày mai tất cả bọn chị đều trông cậy vào em đấy. Nếu em làm tốt ở buổi họp báo ngày mai, chắc chắn sẽ có cơ hội thăng tiến. Chị Chu là quản lý của tôi. Báo cáo mà chị ấy cần, tôi đã viết gần một tháng, nhưng bây giờ không thể lấy ra được vì máy tính làm việc của tôi vẫn đang ở chỗ Lạc Trầm An. Tôi do dự một lúc, không gọi cho anh ta, mà quay sang nhắn tin cho Đường Tư Ngữ. Mỗi khi họ ở bên nhau, điện thoại đều đổi cho nhau dùng. Đó là yêu cầu của Đường Tư Ngữ. Lý do rất vô lý, cô ta sợ tôi sẽ chửi bới hoặc gây chuyện với cô ta. Nếu không làm điều gì sai trái, thì tại sao phải sợ tôi chứ? Rất lâu trước đây, tôi đã ngầm hiểu những bài đăng ở trên vòng bạn bè của cô ấy đều cố ý để cho tôi thấy. Lúc đó tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, luôn bị cô ấy dẫn dắt. Bây giờ tôi không còn cảm xúc nữa, nhưng Lạc Trầm An lại nghĩ rằng tôi tìm anh ta để đòi máy tính chỉ là cái cớ, còn cãi nhau mới là mục đích chính. Tôi không muốn nói nhiều với anh ta, chỉ hỏi lại, hai người đang ở đâu, tôi sẽ tự đến lấy máy tính. Chẳng bao lâu sau, Lạc Trầm An gọi điện đến, giọng điệu đầy trách móc. Hạ Duyệt, làm mấy trò này có ý nghĩa gì không? Em chẳng phải muốn anh quay lại sao? Nhưng Tư Ngữ bây giờ cần anh. Anh đã nói nhiều lần rồi, đừng suy nghĩ và đừng đoán lung tung về mối quan hệ của bọn anh. Chưa kịp nghe anh ta nói hết, tôi chợt nhớ ra bản báo cáo trước đó đã được tải lên đám mây. Mặc dù chỉ có một phần, nhưng tôi vẫn nhớ được nội dung phần còn lại. Có thể nhanh chóng hoàn thành mà không cần phải đợi anh ta mang máy tính về. Tôi cúp máy, đứng dậy mở máy tính bảng để viết báo cáo. Điện thoại liên tục rung lên, toàn là cuộc gọi nhớ từ anh ta. Anh ấy hiếm khi gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy. Những việc như thế này luôn là tôi làm. Anh ấy sẽ cảm thấy không kiên nhẫn và mắng tôi có phải sẽ chết nếu rời xa anh ấy không.
Tối nay chúng tôi đổi vai cho nhau. Tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của anh ta. Đúng là rất phiền phức và ồn ào. Thảo nào trước đây anh ta lại chặn tôi nhiều như vậy. Lần này đến lượt tôi chặn anh ta. Đến 2 giờ sáng, tôi cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo. Tôi mệt đến mức không thể mở nổi mắt. Chị Chu xem xong, liền hào hứng gửi tin nhắn thoại. Tiểu Hạ, báo cáo của em viết thật sự rất xuất sắc. Với khả năng làm việc của em, ở đây phát triển thật đúng là quá lãng phí. Công ty mình thăng tiến chậm lắm. Bây giờ có một suất để đi Thượng Hải, em có muốn cân nhắc không? Thật ra tôi biết ở đây không có cơ hội phát triển, nhưng vì công ty của Lạc Trầm An ở đây, tôi đã sẵn sàng từ bỏ cơ hội thăng tiến để ở lại vì anh ta. Nhưng anh lại nghĩ rằng công việc của tôi không có tương lai, chỉ có thể ở lại đây, thậm chí còn khuyên tôi từ bỏ công việc. Em làm ở vị trí này bao nhiêu năm rồi, không làm việc nữa, anh vẫn có thể nuôi em có hiểu không? Tôi không dám đánh cược. Khi còn học đại học, anh ta nói chỉ cần đợi công ty thành lập, anh ta sẽ cầu hôn tôi. Nhưng tôi đã đợi hết năm này qua năm khác, vẫn không thấy nhẫn cầu hôn đâu. Chỉ thấy anh đưa Đường Tư Ngữ vào công ty, đi đêm không về, bỏ rơi tôi ở trong đêm mưa. Anh ta ngay cả chuyện cầu hôn còn không thể, nói chi đến việc nuôi tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, có tin nhắn. Chị Chu, em sẽ đi, làm phiền chị nói với bên công ty giúp em nhé. Những năm qua, tôi thật sự đã quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục từ bỏ cơ hội vì anh ta nữa. Sau khi trả lời chị Chu, tôi ngã xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài mưa dần tạnh. Khi Lạc Trầm An trở về, thấy đèn ở trong phòng khách vẫn còn sáng. Anh ta nghĩ rằng Hạ Duyệt đang chờ mình. Anh cố tình mở cửa gây ra tiếng động lớn, như đang trút hết sự bực bội của mình. Lạc Trầm An, anh mệt rồi, không muốn cãi nhau với em. Lạc Trầm An nói đến nửa chừng mới nhận ra trong phòng khách chẳng có ai. Đột nhiên anh ta cảm thấy hơi hụt hẫng. Anh bước vào phòng ngủ gọi tên tôi vài lần. Duyệt Duyệt, giấc ngủ của tôi khá nông. Nghe có người gọi tên tôi lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy là Lạc Trầm An. Tôi lại xoay người nằm xuống và nhắm mắt. Anh cau mày, giọng điệu không vui. Hạ Duyệt, em chặn anh là có ý gì vậy? Trước đây mỗi khi anh chặn tôi, làm tôi tức giận. Anh không những không dỗ dành mà còn lạnh lùng nhìn tôi, nói rằng tôi quá ủy mị. Vì thế tôi không hiểu tại sao bây giờ anh lại cảm thấy khó chịu. Những chuyện này chẳng có gì đáng để bực bội cả. Đây không phải là điều anh thường làm hay sao? Anh không thấy mình rất ồn ào à? Tôi lạnh lùng và nói. Anh ngẩn ra một chút và cảm thấy câu này rất quen thuộc, như thể mình đã từng nói. Nhưng khi nghe từ miệng của Hạ Duyệt, anh lại thấy lạ lẫm ở trong lòng, bỗng nhiên nổi giận. Anh biết em đang tức giận, giận vì anh không đi ngắm biển với em, giận vì anh không đến đón em. Nhưng Tư Ngữ thật sự cần anh, cô ấy là em gái, anh không... Tôi không giận, chỉ là rất mệt, có gì để sau hẵng nói đi. Tôi lấy tai nghe ra, đeo vào tiếng nhạc êm dịu vang lên, cơn buồn ngủ lại ập đến. Anh ta vẫn đứng trước giường. Trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ, tôi nghe thấy anh nói lời cay nghiệt. Được thôi Hạ Duyệt, bây giờ em biết làm mặt lạnh rồi, em giỏi thật đấy. Sau đó là tiếng cửa bị đóng cái rầm một chút. Khi anh tức giận, anh thích đập phá mọi thứ. Tôi biết vì sao anh giận, vì tôi đã từ chối anh ở sân bay, về nhà ở lại không thèm để ý đến anh ta. Nhưng chẳng phải đó là điều anh ta mong muốn sao? Trước đây tôi cứ quấn lấy anh, đòi anh giải thích, anh chẳng vui vẻ gì. Giờ tôi không cần nữa, tôi chỉ muốn ngủ. Anh giận, nhưng tôi không quan tâm. Tôi còn phải chuẩn bị cho buổi họp báo cáo ngày mai. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Lạc Trầm An đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ tôi. Thế tôi bước ra, anh chủ động đứng dậy kéo ghế cho tôi. Không biết em thích ăn gì, nên anh mua mỗi thứ một ít. Trên bàn có rất nhiều loại đồ ăn sáng, nhưng trong lòng của tôi không hề cảm thấy vui mừng, chỉ thấy thật sự mỉa mai. Từ năm ba đại học đến giờ, chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm. Vậy mà anh chẳng biết tôi thích gì. Có lẽ anh chưa bao giờ thực sự muốn hiểu tôi. Tôi cúi đầu khẽ ừ một tiếng, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. Anh không ăn, chỉ đứng bên cạnh, nói không ngừng. Ngày đi Tam Á, bố mẹ của Tư Ngữ đến, anh đưa họ đi dạo một vòng. Vốn dĩ anh sẽ không bỏ lỡ chuyến bay, nhưng Tư Ngữ lại không may bị trật chân. Tôi uống một ngụm sữa đậu lành và nhăn mặt lại. Anh, bỏ thêm đường à? Anh ta ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Xin lỗi Duyệt Duyệt, anh quên mất em quen uống không đường. Tôi đẩy ly sữa đậu lành sang một bên, rồi đứng dậy rót một ly nước lọc.
Không sao, cảm ơn anh đã mua sữa và bữa sáng cho tôi. Anh không ăn à? Lạc Trầm An nghiêng đầu nhìn tôi một lúc. Không cần. Đêm qua Tư Ngữ bị sốt, cô ấy không thể rời xa anh, mà em thì không có, anh vẫn có thể tự bắt xe về nhà được. Anh đã mang hành lý về rồi, em có thể lấy máy tính. Tôi vẫn đang nghĩ về buổi họp báo sắp tới, không để ý anh ta vừa nói gì. Đột nhiên anh ta đập mạnh tay xuống bàn, như thể đang rất tức giận, nhưng rồi lại hít sâu và cố kìm nén. Hạ Duyệt, nếu em giận thì cứ nói thẳng ra, có được không? Không cần phải dùng thái độ này với anh đâu. Tôi nhìn anh đầy bối rối. Tôi không giận mà. Anh lần nào cũng nói đi nói lại những điều giống nhau. Tôi nghe đến phát chán rồi. Hơn nữa chăm sóc Đường Tư Ngữ chẳng phải là việc anh nên làm hay sao? Ý em là gì vậy? Tôi cười nhẹ. Cô ấy là em gái của anh, lại là nhân viên dưới quyền của anh. Chăm lo cho cô nhân viên, quan tâm đến người nhỏ tuổi hơn, chẳng phải là điều nên làm hay sao? Lạc Trầm An sẽ sững lại, rồi lao tới nắm chặt cổ tay tôi. Trong mắt của anh có sự phức tạp. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó ở trên khuôn mặt của tôi. Tôi không hiểu, anh ta đang muốn tìm kiếm cái gì cơ chứ? Có phải anh ta muốn thấy dấu vết của nỗi buồn sau sự tức giận ở trên gương mặt của tôi không? Anh đã làm những chuyện này không chỉ có một lần. Tôi đã quen rồi, giận dữ hay cãi vã cũng là việc rất tốn sức. Tôi rút tay ra khỏi tay anh, đứng dậy vào phòng ngủ thay một bộ quần áo khác. Anh theo sát sau lưng tôi không ngừng và hỏi, em định đi đâu và làm gì? Khi nào thì em bỏ chặn anh khỏi danh sách đen vậy? Những câu hỏi cứ lần lượt đến, tôi cảm thấy phiền phức, quay lại nhìn anh ấy một cái. Anh có thể nói nhỏ thôi được không? Cuối cùng anh im lặng đứng ở cửa, tâm trạng thì rối bời. Tôi không để ý đến anh, cầm túi rồi ra cửa đi làm. Anh chặn tôi lại, giọng trầm xuống. Công việc này chẳng có ý nghĩa gì cả, hay em đến làm thư ký cho anh đi. Động tác đi giày của tôi khựng lại, ngược lên nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, như thể tin chắc rằng tôi sẽ đồng ý. Ồ, trước đây anh rất không muốn tôi và Đường Tư Ngữ ở cùng nhau. Lý do là vì Đường Tư Ngữ không thích tôi, vậy mà giờ anh lại chủ động đề nghị. Tôi nhíu mày, nhưng lại thấy ở trong mắt của anh có chút áy náy. Thôi, bỏ đi, phiền lắm. Tôi nghiêng người tránh anh ta, tự mình đi giày. Anh ta lại cúi xuống nói một câu khiến tôi bất ngờ. Tôi nhìn anh ấy đầy thắc mắc. Bình thường anh ta tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Có cần anh đưa em đi không? Hôm nay, Lạc Trầm An thực sự kỳ lạ, cứ bám theo tôi và hỏi liên tục. Trong khi trước đây, anh ta rất ít nói, cộng đồng thêm công việc bận rộn. 3 ngày chúng tôi nói chuyện còn không nhiều bằng sáng nay. Nếu là trước đây, tôi sẽ nhiệt tình đáp lại. Nhưng hôm nay, tôi thật sự không muốn để ý đến anh ta. Nói nhiều như vậy, anh không mệt à? Miệng anh nửa mở, động tác khựng lại. Khi tôi bước ra ngoài chờ thang máy, anh ta lại đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút uất ức. Nhưng mà Duyệt Duyệt, trước đây chẳng phải em rất muốn anh nói chuyện sao? Tôi cũng từng sợ rằng giao tiếp quá ít sẽ khiến chúng tôi dần xa cách, nên đã bàn với anh rằng mỗi ngày nói ít nhất 20 câu. Nhưng anh tỏ ra khó chịu, bảo tôi chỉ đang ghen tị với Đường Tư Ngữ và muốn giam giữ anh ở bên mình. Tôi không đáp lại, mở điện thoại xem giờ thì thấy vẫn còn sớm, nên có thể từ từ đi làm. Lạc Trầm An nhìn tôi một lúc, rồi lặng lẽ khoác áo. Anh khoác áo bước ra ngoài đứng ở bên cạnh tôi. Thật sự không cần anh đưa đi à? Tôi lắc đầu, đi xe của anh lúc nào cũng đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại. Hôm nay tôi đang vội, không thể mạo hiểm như vậy được. Hừ, tùy em, anh đi tìm Tư Ngữ đây. Anh ta hừ lạnh một tiếng, quay người đi xuống cầu thang. Tôi nghĩ Lạc Trầm An hôm nay thật sự có vấn đề. Nhà chúng tôi ở tầng 29 mà anh ta lại muốn đi bộ xuống cầu thang. Tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng của anh ta rồi lẩm bẩm. Đúng là đồ thần kinh. Sau khi buổi họp báo sản phẩm mới kết thúc thành công, chị Chu dẫn chúng tôi về công ty họp. Lãnh đạo liền thông báo rằng tuần sau tôi sẽ đi Thượng Hải nhận nhiệm vụ mới. Đồng nghiệp chúc mừng và đề nghị tổ chức một buổi tiệc chia tay, tiện thể ăn mừng sản phẩm mới bán chạy. Ê, các cậu, chỉ nghĩ đến chuyện ăn mừng thôi. Có ai nghĩ đến việc Hạ Duyệt không muốn đi không? Ở nhà cô ấy còn có bạn trai mà. Tiểu Lâm ở bàn làm việc ở bên cạnh trêu chọc tôi. Trước đây công ty cũng có những buổi tụ tập, nhưng tôi hiếm khi tham gia. Lúc nào cũng vội về nhà để làm bữa khuya cho Lạc Trầm An. Anh ấy bận rộn công việc, buổi chiều thường không ăn gì. Lúc mới ở bên nhau, anh ấy không quen với đồ ăn ngoài, nên đề nghị tôi mỗi ngày mang cơm cho anh ấy.
Nhưng tôi cũng có công việc, không thể suốt ngày ở nhà nấu nướng cho anh ấy. Điều đó khiến anh ấy không vui, bảo tôi là người ích kỷ, không muốn hy sinh vì tình yêu. Tôi đã nhượng bộ, mỗi ngày đều làm bữa khuya cho anh ấy. Vì thế tôi đã hy sinh thời gian tụ tập với đồng nghiệp, trở thành người bị coi là quá mê muội vì tình yêu. Tôi nhìn xuống điện thoại. Đường Tư Ngữ gửi cho tôi một bức ảnh chụp món gà rán. Anh Trầm An nói món này ngon hơn nhiều so với bữa khuya của cô. Thực ra anh ấy có thể ăn đồ ngoài, không cần bữa khuya của tôi. Đã nhiều lần Đường Tư Ngữ gửi cho tôi vài bức ảnh của thùng rác. Bữa khuya của tôi nằm gọn ở trong đó. Cô ấy gửi tin nhắn thoại đầy tự mãn. Bữa khuya của cô dở tệ, anh Trầm An hoàn toàn không cần nó. Lúc đó tôi còn tự kiểm điểm lại mình, nghĩ rằng có lẽ món ăn của tôi chưa đủ ngon. Nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra vấn đề không phải ở tôi, mà là vì người gọi anh ấy ăn gà rán là Đường Tư Ngữ. Văn phòng trở nên im lặng hơn, mọi người đều nhìn tôi chờ tôi phản hồi. Tôi tắt máy tính và mỉm cười. Tôi không vội về đâu, lát nữa đi ăn ở đâu. Đã lâu rồi tôi không tham gia buổi tụ tập nào. Khi ở cùng đồng nghiệp, tôi cảm thấy mình mới trở lại là chính mình, có thể cười đùa một cách thoải mái. Không còn ai nói tiếng cười tủa tôi, chói tai, bảo tôi cười nhỏ lại. Cũng không ai trách tôi trẻ con, ngăn cản tôi uống nước trái cây. Buổi tụ tập đang diễn ra, điện thoại của tôi bắt đầu rung, liếc nhìn đó là cuộc gọi từ văn phòng của Lạc Trầm An. Tôi hít một hơi thật sâu, bấm nút nghe. Em đang ở đâu? Bữa khuya tối nay đâu? Giọng Lạc Trầm An có vẻ gấp gáp, như thể anh ta vừa mất đi thứ gì đó quý giá. Anh không tự mua được à? Tôi cúp máy. Chị Chu ngồi gần tôi, liền nắm lấy tay tôi. Tiểu Hạ, mới bắt đầu chơi mà, em lại định về sớm mà. Tôi lắc đầu, tắt điện thoại và ném nó ra một bên. Không đâu, đã quyết định ra ngoài chơi, thì phải chơi cho tới bến. Chúng tôi chơi tới tận 2 giờ sáng mới về. Chị Chu đưa tôi đến dưới khu chung cư, đèn nhà tôi vẫn còn sáng. Chị không nhịn được mà trêu. Nhà em còn có người đợi à? Tôi ngẩng lên nhìn, mỉm cười gật đầu. Tôi không ngờ Lạc Trầm An ở nhà, càng không ngờ anh vẫn chưa ngủ, ngồi chờ tôi ở trong phòng khách. Thấy tôi về, mắt anh sáng lên, khóe miệng thì hơi giật. Sao em không nghe điện thoại? Giọng điệu đầy trách móc. Tôi cười mỉm mai, không hiểu anh đang trách móc cái gì. Tôi đã không làm phiền anh và Đường Tư Ngữ. Chẳng lẽ anh trách tôi vì không mang bữa khuya cho anh? Nhưng anh vốn không ăn, còn vứt nó vào thùng rác cơ mà. Vậy tôi làm tất cả những điều đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Anh lại nói thêm vài câu. Món gà rán Tư Ngữ gửi cho em là do anh bảo cô ấy chụp đấy. Tôi nhíu mày, nhìn anh ấy với vẻ khó hiểu. Anh ngồi ở trong góc tối của chiếc sofa. Tôi không thể thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy không khí xung quanh anh thật ngột ngạt. Anh làm tất cả những điều này có ý nghĩa gì không? Lạc Trầm An ngừng lại. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, trong ánh mắt của anh có chút đau lòng. Anh chỉ cảm thấy dường như em không còn ở đây. Anh đang nói về Đường Tư Ngữ phải không? Anh đột nhiên kích động đứng dậy. Anh không nói về cô ấy, anh đang nói về chúng ta. Em vẫn còn giận sao? Nếu không vài ngày nữa anh sẽ đưa em đến Tam Á, anh đặt vé ngay bây giờ đây. Không cần đâu, tôi cảm thấy mệt rồi. Tôi cắt ngang lời anh, không nhìn anh, rồi bước vào phòng để tắm. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ly bị ném vỡ. Tôi biết anh lại đang nổi giận. Thật ra trước đây việc chờ đợi luôn là việc tôi phải làm. Anh mỗi lần về nhà đều vào khoảng nửa đêm. Tôi hỏi anh và lý do luôn là công việc bận rộn. Nhưng có một lần khi tôi làm việc muộn ở công ty, tôi bắt gặp anh và Đường Tư Ngữ ở quán rượu nhỏ ở dưới lầu. Khoảnh khắc đó, tôi gần như mất kiểm soát, lao vào hỏi anh ta rốt cuộc mỗi ngày anh đang làm gì, còn tôi thì là gì đối với anh. Anh cẩn thận che chở Đường Tư Ngữ rồi quay sang hắt một ly cocktail vào tôi. Hạ Duyệt, em không thể biết điều một chút sao? Ở đây em cũng làm loạn lên được vậy. Lúc đó là mùa đông, cocktail thấm ướt quần áo của tôi, lạnh buốt đến thấu xương. Nhân viên phục vụ ở bên cạnh đưa tôi một cái khăn, còn anh thì đứng ở trên cao nhìn xuống tôi. Anh nhìn tôi như nhìn rác rưởi. Tư Ngữ mới đi làm, mỗi tối anh đều phải an ủi cô ấy. Nếu cô ấy bị trầm cảm thì sao? Hạ Duyệt, cô ấy cần anh hơn em. Câu nói đó như một mũi kim đâm vào tim của tôi. Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy đau âm ỉ. Khi tôi tắm xong bước ra, anh vẫn ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào điện thoại, như đang do dự một điều gì đó.
Tôi nghiêng người, nhìn thử. Đó là màn hình tin nhắn giữa anh và Đường Tư Ngữ. Cô ấy lại cảm thấy không khỏe. Lần này là đau đầu. Phát hiện tôi đang nhìn, anh liền giơ tay che màn hình lại. Duyệt Duyệt, không có gì đâu. Không sao, cô ấy cần anh hơn tôi. Anh đi đi. Tôi không để ý đến anh, đi thẳng vào phòng ngủ và nằm xuống. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng và cuối cùng anh cũng rời đi. Tổng công ty đã cử một quản lý cấp cao, chị Tống, đến để đào tạo kỹ năng làm việc cho tôi. Để thuận tiện cho việc học tập, tôi đã mang hành lý đến khách sạn mà quản lý cấp cao ở, mấy ngày liền không về nhà. Điện thoại của Lạc Trầm An không ngừng gọi đến, anh đã đổi số sang một số lạ. Nhưng tôi biết, dù mình có chặn bao nhiêu lần cũng vô ích. Và lần đầu bị chị Tống nhìn thấy, chị ấy liền hỏi tôi, em có nỡ rời xa bạn trai không? Tôi bình thản lắc đầu, chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Sáng hôm chị Tống rời đi, tôi đã nhận được cuộc gọi của anh ta. Anh có vẻ không ngờ tôi sẽ nghe máy và hít một hơi thật sâu. Có chuyện gì không? Tôi mở miệng hỏi trước. Mẹ anh sắp tới chơi, tối nay em có thể đi cùng anh chọn nhà hàng không? Mẹ của Lạc Trầm An không thích Đường Tư Ngữ, bà cho rằng cô ta quá nhỏ tuổi, không hợp để theo kịp nhịp sống của anh. Nhưng bà lại đối xử với tôi khá tốt. Lần trước gặp, bà ấy đã tặng cho tôi một chiếc vòng ngọc gia truyền, nói rằng chỉ cần Lạc Trầm An cầu hôn, chúng tôi có thể tổ chức đám cưới ngay lập tức. Đáng tiếc, tôi chưa đeo được mấy ngày, thì Lạc Trầm An đã lấy nó đem đi tặng cho Đường Tư Ngữ. Khi tôi phát hiện ra, chúng tôi đã cãi nhau to một trận. Mẹ anh sẽ lại tặng cho em mà. Sau này em sẽ có nhiều, còn Tư Ngữ chỉ muốn có mỗi cái này mà thôi. Tôi biết cô ấy không chỉ muốn chiếc vòng, mà là muốn thị uy với tôi, để khẳng định rằng tình yêu của Lạc Trầm An mới là điều quan trọng nhất. Không ai có thể giúp tôi thay đổi điều đó, nhưng cô ấy luôn muốn được mẹ anh công nhận, tôi sẽ giúp cô ấy đạt được điều đó. Để Tư Ngữ đi cùng anh đi, dù sao cô ấy cũng đã quen với bác rồi. Lạc Trầm An do dự, một lúc sau mới nói, nhưng em mới là bạn gái của anh. Tôi khẽ mỉm cười. Trước đây anh chưa bao giờ nói như vậy. Hay nói đúng hơn, anh chưa bao giờ muốn thừa nhận tôi là bạn gái của mình. Khi ở trước mặt người khác, tôi luôn phải tự chủ động giới thiệu. Anh đến đón em, gửi vị trí qua đi. Lạc Trầm An nói tôi không muốn đi chọn nhà hàng với anh ta, nhưng vẫn gửi vị trí của mình qua, vì tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này thì không tốt, chỉ bằng nhân cơ hội này nói rõ ràng luôn đi. Khi nhìn thấy vị trí khách sạn, giọng của Lạc Trầm An lớn hơn. Những ngày qua, em không về nhà mà ở khách sạn sao? Ở với ai vậy? Lúc đó tôi không chắc liệu anh có đang cố tình dò hỏi tôi không? Giọng anh gấp gáp, liên tục hỏi tôi ngủ ở phòng nào, tại sao nhất định phải chọn khách sạn? Tôi không cảm thấy anh đang quan tâm, chỉ thấy ghê tởm. Tháng trước công ty anh đang chạy dự án, mấy ngày liền anh không về nhà. Tôi nói muốn đến giúp đỡ chăm sóc anh, nhưng anh không muốn luôn từ chối nhiều lần như vậy. Cuối cùng anh khó chịu đẩy tôi ra. Tư Ngữ mà thấy em, cô ấy sẽ không vui đâu. Buổi tối khi tôi gọi điện cho anh, không nghe thấy tiếng gõ phím mà lại nghe thấy tiếng nước chảy và người bắt máy là Đường Tư Ngữ. Anh Trầm An đang tắm, không rảnh. Cô có muốn tôi đưa điện thoại cho anh ấy không? Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy máu ở trong cơ thể mình như đang chảy ngược. Giây tiếp theo, người nghe điện thoại chuyển thành Lạc Trầm An. Anh gọi tôi hai tiếng. Alo, mà tôi mới hoàn hồn. Rồi tôi sụp đổ, hỏi anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Thời gian này cô ấy không khỏe, anh phải ở bên chăm sóc cho cô ấy. Tôi cười lạnh. Lúc đó bệnh dạ dày của tôi cũng tái phát. Anh biết điều đó nhưng thậm chí còn không thèm mua thuốc cho tôi. Nhất định phải là anh tự đi chăm sóc sao? Anh chỉ coi cô ấy như em gái. Cô ấy nhỏ hơn anh 5 tuổi, làm sao anh có thể động vào cô ấy được chứ? Đừng nghĩ ai cũng giống như em, đều bẩn thỉu như vậy. Tôi cố gắng kiềm chế và không khóc. Lạc Trầm An, anh biết tôi bị đau dạ dày không? Anh tiếp tiền mua thuốc cho tôi, nhưng lại có thời gian chăm sóc cho người phụ nữ khác. Anh mất kiên nhẫn, khó chịu và nói. Em không biết tự mua thuốc à? Cái gì cũng phải để anh làm. Rời xa anh là em không sống nổi à? Sao thế? Chị lại tìm anh cãi nhau à? Có phải vì em không? Giọng nói vô tội của Đường Tư Ngữ vang lên. Anh đổi giọng, dịu dàng và dỗ dành. Không sao, cô ấy tự có bệnh, không trách em được. Cảm giác đau lòng hòa lẫn với cơn đau dạ dày, tôi ngã ngồi xuống sofa. Đêm đó tôi không ngủ được. Duyệt Duyệt, em nói đi, rốt cuộc vì sao em ở khách sạn?
Giọng nói của anh ta kéo tôi trở lại thực tại. Tôi bịa ra một lý do. Tổng công ty cử người đến, tôi phải phụ trách tiếp đón. Tôi không nói lý do tại sao họ đến, cũng không nói anh rằng tôi sắp đi. Vì nói nhiều anh lại hỏi liên tục. Anh ừ một tiếng có vẻ không vui. Nam hay nữ vậy? Cả hai. Chúng tôi không nói thêm điều gì nữa. Im lặng một lúc rồi anh khẽ thở dài. Một lát nữa anh sẽ đến đón em. Lạc Trầm An đến rất nhanh. Nhận được tin nhắn của anh, tôi mới bắt đầu xuống lầu. Anh chỉ chờ dưới lầu không đến một phút đã nhắn tin tiếp. Sao em vẫn chưa xuống? Trước đây tôi đã chờ anh không ít lần. Mỗi lần ít nhất là một tiếng. Đi ăn, xem phim, thậm chí là trong ngày sinh nhật của tôi cũng phải đợi anh. Đến khi tiệc kết thúc, anh mới đến. Nhưng giờ đây, anh chỉ chờ tôi có một phút mà đã tỏ ra không kiên nhẫn. Tôi không trả lời vì tôi đã thấy xe của anh dưới lầu và cũng thấy Đường Tư Ngữ ở trong xe. Anh dựa vào xe, đưa cho tôi một gói thuốc. Em dạo gần đây bị đau dạ dày có đúng không? Anh mua thuốc cho em đây. Tôi nhận lấy thuốc, đó là loại tôi đã từng yêu cầu anh mua. Anh vẫn nhớ, chỉ là không muốn làm gì cho tôi mà thôi. Đó là chuyện của tháng trước rồi. Lạc Trầm An trông không vui, có chút gượng gùng, còn Đường Tư Ngữ ngồi ở ghế phụ, thấy vậy liền xen vào. Chị à, tháng trước anh Trầm An bận chăm sóc em, gói thuốc này là anh ấy đặc biệt mua cho chị khi mua thuốc đau đầu cho em tối qua đấy. Cô ấy nhấn mạnh hai từ đặc biệt. Lạc Trầm An liếc cô ấy một cái, như muốn cô ấy im lặng. Tôi biết, điều cô ấy muốn nói không phải là đặc biệt, mà là tiện thể. Trước đây tôi khao khát được Lạc Trầm An quan tâm, dù chỉ một chút cũng được. Nhưng sự quan tâm muộn màng, ban phát này có ý nghĩa gì cơ chứ? Tôi không phải là kẻ ăn xin, cũng không có nhiều thời gian để dừng lại vì anh ta. Anh ta còn muốn giải thích với tôi, nhưng khi nhìn thấy khoản tiền chuyển khoản vô danh ở trên điện thoại, anh kinh ngạc nhìn tôi. Khoản dư ra là phí chờ tôi, cảm ơn anh vì gói thuốc. Lời anh định nói bỗng dưng nghẹn lại. Duyệt Duyệt, lần sau anh chắc chắn sẽ ở bên em. Tôi cười nhẹ, không nói gì, mở cửa xe và ngồi vào trong. Nhưng sẽ không có lần sau nào nữa, tôi sắp rời đi rồi. Lạc Trầm An nhìn tôi một cách kỳ lạ, rồi liếc mắt ra hiệu cho Đường Tư Ngữ. Cô ấy cắn môi, giả vờ như không nhìn thấy. Tôi biết anh muốn Đường Tư Ngữ nhường ghế phụ cho tôi, nhưng tôi không cần. Sao vẫn còn chưa đi? Đi ngay. Anh không vui trừng mắt nhìn Đường Tư Ngữ, rồi cuối cùng cũng khởi động xe. Trên đường tôi cúi đầu xem điện thoại, đặt vé máy bay, trong khi ánh mắt của Lạc Trầm An cứ thi thoảng lại liếc về phía tôi, khiến bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ. Chỉ có Đường Tư Ngữ vẫn như trước, nói chuyện không ngừng. Lạc Trầm An không đáp lại cô ta, nên cô ta quay sang tôi. Chị à, ngày mai em sẽ đi cùng mọi người đón bác gái, chị sẽ không giận chứ? Vừa dứt lời, Lạc Trầm An đột ngột phanh xe, ánh mắt căng thẳng nhìn tôi. Tôi biết anh đang lo lắng về điều gì, sợ rằng tôi và Đường Tư Ngữ sẽ cãi nhau. Đường Tư Ngữ nói chuyện lúc nào cũng vậy, đây không phải là lần đầu cô ấy khiêu khích tôi. Trước đây tôi không kiềm chế được mà đã từng đánh cô ấy, nhưng đến khi Lạc Trầm An từ trong bóng tối xuất hiện, tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Cô ấy làm tất cả những điều này đều có mục đích, đó là chọc giận tôi. Trầm An, nếu cô ấy đi thì tôi không đi nữa. Chị ơi, chị làm vậy bác gái sẽ trách em đấy, hay là em không đi nữa? Cô ấy giả vờ nhượng bộ, nhưng trong mắt lại đầy vẻ đắc ý. Lạc Trầm An lên tiếng ngăn cô ấy lại. Tư Ngữ, em xuống xe ở đây đi. Cả tôi và Đường Tư Ngữ đều ngạc nhiên, không ngờ Lạc Trầm An lại đuổi cô ấy xuống xe. Phải biết rằng, người bị đuổi xuống xe trước giờ luôn là tôi. Lạc Trầm An lúc nào cũng quan tâm đến cô ấy, thậm chí còn muốn đích thân đưa cô ấy về tận nhà. Hai người họ ngồi ở trên xe, luôn có chuyện để nói mãi mà không hết, khiến tôi cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Lần trước, vào ngày sinh nhật của anh ta, tôi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ và hỏi mấy lần rằng anh có ăn bánh vào buổi tối hay không. Bất ngờ anh đột ngột phanh xe, tôi không kịp đề phòng, đầu đập mạnh vào ghế. Hỏi nhiều như vậy không thấy phiền à? Với Đường Tư Ngữ, anh luôn kiên nhẫn, còn đối với tôi thì có sự bực bội, thay đổi chỉ trong một giây. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu anh ta có mắc chứng rối loạn nhân cách hay không. Tôi chưa kịp nói gì, anh đã nhìn Đường Tư Ngữ rồi nói với tôi. Hôm nay anh không ăn tối với em được, em tự ăn đi nhé. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh không ăn tối với em thì ăn với ai? Hôm đó tôi đã đặt sẵn nhà hàng,
vì bữa ăn đó tôi còn từ chối một cuộc họp rất quan trọng và chuẩn bị. Mấy ngày chuẩn bị của tôi chỉ vì một câu không muốn ăn nữa của anh mà mọi nỗ lực đều tan biến. Tất nhiên là em rồi. Người trả lời tôi không phải là Lạc Trầm An mà là Đường Tư Ngữ. Cô ấy, vậy em là gì? Bạn gái của anh mà không thể ăn tối cùng anh, còn cô ấy thì lại được sao? Tôi chờ đợi câu trả lời từ Lạc Trầm An, nhưng anh không nói gì, chỉ mở cửa xe và bảo tôi xuống ngay. Lúc đó đang là giờ tan tầm, con đường rất đông người. Tất cả đều nhìn chằm chằm khi tôi bị kéo xuống xe, nước mắt chảy dài. Tôi nhỏ giọng hỏi anh, có thể đợi một chút rồi hãy để em xuống không? Ánh mắt của anh lạnh lẽo như lưỡi dao, xé toạc lớp vỏ tự trọng của tôi để mọi ánh nhìn xung quanh đè bẹp lòng tự tôn của tôi. Anh thấy em rất phiền, muốn ăn gì thì tự đi và ăn một mình. Hôm đó tôi bị bỏ lại như thế. Anh cùng Đường Tư Ngữ lái xe đi thẳng. Sau đó anh còn đăng lên vòng bạn bè. Ngày quan trọng nhất, ở bên người quan trọng nhất. Anh Trầm An, Đường Tư Ngữ định núng nịu, nhưng Lạc Trầm An nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Không biểu cảm mà nói hai từ xuống xe. Cứ sao lại là em? Chẳng lẽ em muốn anh đuổi bạn gái của anh xuống xe à? Giờ anh mới nhớ ra tôi là bạn gái của anh. Nước mắt của Đường Tư Ngữ lấp lánh trong mắt. Cô không nói gì thêm, mạnh tay đóng sầm cửa xe rồi rời đi. Khi cô ấy đi rồi, Lạc Trầm An lấy điện thoại ra. Ngay trước mặt tôi, anh chặn cô ấy. Anh liên tục nhìn biểu cảm của tôi. Về sau, anh sẽ không liên lạc với cô ấy nữa. Tôi nhàn nhạt liếc nhìn, chỉ đáp một tiếng. Ờ, Duyệt Duyệt, em có thể đừng lạnh nhạt với anh như vậy có được không? Tôi thở dài. Vậy anh muốn tôi như thế nào? Giống như trước đây. Tôi quên mất trước đây mình đã như thế nào rồi. Bầu không khí trong xe lại trở nên yên lặng. Lái qua vài ngã tư, Lạc Trầm An cứ dán mắt vào tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể có kiến bò khắp người. Một lát nữa, chúng ta đi ăn lẩu nhé. Món anh thích nhất. Lạc Trầm An không thích ăn cay. Anh cũng sẽ không thay đổi điều đó vì bất kỳ ai. Trước đây tôi cảm thấy điều đó không có gì, vì ai cũng có những thứ mà họ kiên định giữ. Nhưng giờ đây tôi nghĩ có lẽ lúc đó anh ta chưa yêu tôi đủ nhiều. Đáng tiếc tình yêu của anh ấy đến quá muộn. Dạ dày của tôi không thể ăn lẩu. Trái tim của tôi cũng không thể chứa đựng tình yêu của anh ấy. Tôi lắc đầu. Không cần đâu. À đúng rồi, ngày mai anh cứ để Đường Tư Ngữ đi cùng anh đi. Anh trông có vẻ khó xử, do dự mấy lần, cuối cùng vứt mở miệng. Ngày mai mẹ anh sẽ không đến, nhưng anh muốn cầu hôn em. Nhẫn đôi thực sự cần phải thay mới rồi. Lạc Trầm An cuối cùng cũng nhớ đến lời hứa đại học của mình. Nếu trước đây anh cầu hôn có lẽ tôi đã vui mừng ôm anh và đồng ý ngay. Nhưng giờ đây giấc mơ cầu hôn của tôi đang ở ngay trước mặt mà trong lòng tôi lại không hề gợn sóng. Tôi mỉm cười, tháo chiếc nhẫn đôi ra, ném về phía thùng rác ở bên đường. May mắn thay là nó đã vào. Lạc Trầm An nhìn thấy hành động của tôi qua gương chiếu hậu, dừng xe lại và ngạc nhiên hỏi, em đang làm gì vậy? Cầu hôn không phải là điều em luôn mong muốn sao? Trước đây thì đúng, còn bây giờ thì không. Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ và nói, chúng ta chia tay đi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảm xúc suy sụp ở trên gương mặt của anh ta, không ngờ đó lại là khi tôi đề nghị chia tay. Anh lắc đầu, không tin nổi, nhìn chằm chằm vào tôi. Duyệt Duyệt, anh đã thay đổi mọi thứ, cũng đã xóa số của cô ấy rồi, tại sao nhất định phải chia tay? Anh thề từ giờ anh sẽ đối xử thật tốt với em. Tôi không nhìn anh, quay đầu ra cửa sổ để đón gió. Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm, em nỡ lòng lào sao? Giọng anh run rẩy, có lẽ anh thật sự không nỡ, nhưng tôi thì có. 4 năm có ý nghĩa gì? Khi mà anh ta thậm chí còn không biết tôi thích ăn gì. Ở bên anh, tôi đã không còn cảm nhận được tình yêu từ lâu rồi. Tôi còn ghen tị với em gái của anh vì cô ấy nhận được tất cả sự quan tâm và yêu ái từ anh. Tôi cúi đầu, Lạc Trầm An, thực ra mỗi lần anh bỏ rơi tôi, anh nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Ngay cả trong chuyện yêu đương, anh cũng đã tỏ ra bực bội với tôi, chứ đừng nói gì đến kết hôn. Vì anh, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng đổi lại, chỉ là sự coi thường từ anh. Anh nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi ở mu bàn tay. Duyệt Duyệt, sau này em muốn làm gì cũng được, anh sẽ không cản nữa. Có thể đừng đi được không? Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Em sẽ nhìn thấy sự thay đổi của anh. Tôi rút tay mình ra, cười khổ và lắc đầu. Đã muộn rồi,
Ba ngày nữa tôi sẽ đi Thượng Hải làm việc ở tổng công ty. Bao lâu? Em sẽ ở đó bao lâu? Anh ta truy hỏi. Có lẽ là mãi mãi, tôi không bao giờ muốn quay lại bên anh nữa. Nhờ anh nói với bác gái rằng, tôi xin lỗi, tôi không giữ được chiếc vòng ngọc của bà. Lạc Trầm An nhìn tôi rất lâu, anh ta thở dài một hơi rồi mở cửa xe. Anh biết rằng mình không thể giữ chân Hạ Duyệt, nhưng năm qua anh đã sai quá nhiều. Tôi không do dự, lập tức xuống xe, chẳng có gì cần mang theo cả, hành lý ở khách sạn đã đủ dùng rồi. Tôi bước về phía trước, anh ta lái xe chậm chậm theo sau. Ánh đèn đường kéo dài bóng của người và xe, cho đến khi ánh đèn xe của anh ta hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Ngoài một tương lai tươi sáng, tôi không còn nhìn thấy gì khác nữa. Quý vị vừa nghe Thanh Tâm diễn đọc câu chuyện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.